nhiều rồi. Hồi hồi sáng này á, là mình có clip quay cho các bạn coi cái bé đậu bếp á, cái đậu bắp màu tím tím á, để mà uống á. Mà bây giờ các bạn coi trên mạng là đánh là công dụng của bé đậu bếp á, các bạn cũng sẽ thấy nó sẽ nói là công dụng rất là nhiều thứ. Mà bé luôn ăn được rồi đó, bây giờ qua chơi hoài, qua đòi hoài đi. Giờ mình sẽ đi đi hái bé đậu bếp. Đó, chưa đó không ạ? Đó, một. Đó, đi hái. Đi Tú. Đây, Lulu, cho Lulu đi theo luôn. Lulu, quay Lulu kìa, Đó, bé Lulu là coi như là ăn ngon rồi đó, bây giờ là đi theo dẫn. Lulu, mai ăn nữa nha, chút nữa mình sẽ cho bé Lulu uống nước gà. Bây giờ là mình sẽ cho bé đậu bếp nha. Thôi, cứ quay đi. Dạ, đây là một cái vàng. Mai mốt mình cái này mình sẽ làm một cái vàng giống như bé đậu bếp. Mình sẽ trồng cây, ý của mình là một là trồng cây vối hoặc cây chè. Cái chối và cây chè cũng bỏ vô lòng luôn, coi như là đi đâu là theo đó luôn. Chứ là mình sẽ trồng một cây cây sâm đó các bạn. Cây sâm đó là mình chỉ là hái lá xong bắt đầu mình vò cái là uống tại chỗ luôn đó. Bây giờ là bé đầu bếp của mình nha, đây bé đầu bếp đó. Lúc trưa là bị nắng á, là cho bé đầu bếp vô đây là dưới cái ánh nắng này các bạn. Bây giờ là cho bé vào bếp ra đây. Ôi da, thưởng thức buổi chiều. Đó, cái vàng cây này đã hết rồi bạn ha, thấy không, rất là tươi nè ha, rất là tươi ha. Đó, bạn quay sát vô nè, bé đầu bếp nè. Đó, đây là trái này xong mà khi mà già rồi á thì mình sẽ lắc nó ra, mình sẽ thử ươm coi bé có lên không nha. Sẽ lên đó không ha. Trái này nghĩ là ăn thì chắc giống như cái trái đậu á, đúng không? Đúng, trái đậu á. Đó. Bây giờ mình sẽ hái thử coi một ngày nha các bạn. Bé đầu bếp cho mười mấy bông luôn á, mình sẽ hái từ bông nha. Một. Hai bông. Đâu? Đó. Nấu nước này á, nấu giống như trà vậy á. Mà cái này nó cũng như rau vậy thôi, nếu mình nấu mà nó mềm mềm á, cũng như mình luộc á cũng được, hoặc là mình nấu mình uống á. Cái này nè mình chấm với nước tương, với nước mắm chấm nha. Đó, ăn rất là ngon. Ba bông nha, thì các bạn thử đếm có bao nhiêu bông nha. Một ngày á, nói chung là một ngày là bé cho khoảng chừng là mười mấy bông là uống đủ rồi. Ngày nào cũng uống tươi luôn á. Bốn bông. Tiếp. 5 bông. Cái này nếu mà bắt vào kỹ sợ bụi á, nhiều khi là bụi á, các bạn rửa sơ qua, bắt đầu nấu nước sôi, cái bỏ vô một cái ca, một cái ly gì đó, đổ nước vô giống như hãm trà đó, uống hàng ngày. Thấy không? 5 bông à. Tiếp tục. Không. Sáu bông mới có 2 tháng thôi mà nó hưởng. Là nói chung là bé này là xét cho cùng là bé có hiếu ghê, mới có 2 tháng mà đã hả, mới có 2 tháng mà đã kiểu như là đã lo cho anh nó rồi. Anh nó nè cũng lo cho anh nó, là anh nó uống là sẽ trị được là bá bệnh luôn, coi như là mỡ máu rồi là huyết áp rồi là gút gì là đó. Các bạn không tin, các bạn đánh Google ra, hỏi chị Google đi. Đó. Mấy bông à? 4, 6 bông. Đây còn nữa nè, đây nè. 7 bông. Thấy chưa? Ngày nào bé cũng cho mười mấy bông hết trơn, là uống đủ rồi bạn. Uống tươi luôn. Còn như nếu mà nhiều á thì các bạn có thể là phơi khô. Mà phơi khô thì uống cái vị nó không có cái vị nó giống như rau luộc. Mấy bông à? 7 bông à. Đây. 8 bông nhé. 8
vòng. Đây, bây giờ đó. Buổi chiều là về thôi, thu hoạch về thôi là được rồi. 9 bông rồi. Đây là 10 bông nha các bạn. Đó. 10 bông. Đó, nhìn nè, nhìn nó kỹ nè, nhìn kỹ nè, thấy không? Thấy không? Đó, 10 bông. 10 bông à, đâu nữa? Còn nữa không? Đây, cái này thôi để mai đi, 10 bông là ok rồi. 10 bông trở lên là uống ok, khoảng cái 7 bông là được. 10 bông thì nó sẽ đậm đà hơn nha các bạn. Đó. Thấy không? Quay sát vô, quay sát vô. Đó, thấy không? Rất là màu rất là đẹp. Ngày mai á, sáng giờ là mình đã uống hết rồi, nhưng mà nếu ngày mai mình sẽ đưa cho các bạn cái chai, khi mình nấu á, cái nguội á, cái mình bỏ vô tủ lạnh á, cái uống nó giống uống nước vậy thôi. Nó rất là dễ uống, cái vị nó như là mình nói bạn nghe, cái vị nó như là nước luộc rau vậy á. Mà rau gì ta? Nếu mà rau thì mình có thể nước luộc nó giống như là nước luộc rau bắp cải. À đúng rồi, nước luộc giống như nước bắp cải thôi, nước bắp cải trắng á. Đó là các bạn thử ra, uống rất là ngon. Đó. Thôi ok được rồi. Để mình để cho bé ở đây nha. Chút nữa mình sẽ để bé vô đó cho các bạn nhìn rõ không? Đó, bé rất là dễ thương. Đó, cái này ngày mai nó ra nè. Ngày mai nó ra nè, thấy chưa? Ngày mai nè, mai cũng phải là chục bông hơn nữa. Này, cái này là nó nở nè, ngày mai nó sẽ nở nè, thấy chưa? Đó. Còn cái này là vàng tưới của mình nè, vàng tưới nè, hai vàng tưới luôn. Này các bạn nghe không? Mình đầu tư hai vàng tưới luôn, không? Một cái này á, này là ở Hồng Kông. Còn cái này ở gì đó, Mekong. Rồi đẹp chưa? Rồi, thấy sao? Quay xa xa để đi nhìn thấy nguyên một bé luôn. Rồi, đầu bếp và anh đầu bếp xin chào các bạn nhé. Bye bye.